Lát. Rồi chết. Rồi. Chết. Làm thế thì có gì? Hai, hai, anh đang đau mút. Què vậy? Mình làm mày 200k nha, nhận nha, nhận nha Cường. À, cấp 1 đừng quy ra đẩy nó được, cấp 1 đừng nghe cốt nó bắn nó chạy mất kịp luôn chứ. Muốn hết kinh nghiệm cho nên mới bị ăn kéo. Cấp 1 kéo đơ là giờ phải chịu cái cảnh này đó, đỡ bắn cho cái đầu giận mà, giận quá mà. Một kéo phải làm đơ với nó nghe. Cơ vậy bro. Nope. Giờ toàn chửi. Đúng rồi, gặp tôi cũng chửi nữa. Win thật hả? E-Q-H não thì đốt. Mà giết không được. Gặp đơ tôi cũng tức đó chứ. Tức chứ. Bước tiếp cặp này yếu quá, chịu đi. Raven là khác à. Raven và đó dính full chiều ném bởi đầu à. Chơi thử ghét e chúng, quy chúng, thi đốt chúng, bình thường chúng. Không giết được. Tức là đúng rồi. Cảm giác bất lực không? Cảm giác xài hết chiêu nhưng mà vẫn không giết được người ta. Bất lực đó chứ. À, khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp làm gì? Tôi biết hướng kéo của thằng ghét này á, từ giờ tới cuối game kéo không chúng tôi thôi. Cố tình cho kéo chúng á. Lát. Rồi chết. Tôi biết hướng kéo của thằng ghét này á, từ giờ tới cuối game kéo không chúng tôi thôi. Vui đủ rồi, đừng vui quá nha thằng ghét. Đã căng. Trời ơi, ác ôn. Quỷ ma thì chứ, quỷ ma dưới người ta. Nằm xuống cho Lý Sinh Ga đứng lên. Con mẹ ngu ngốc đáng yêu. Nope.
Chết. Ai da. Sao đỡ yếu dư rồi đó. Chấm hỏi. Sao đỡ yếu vậy? Sao đỡ yếu xìu vậy? Đỡ bắn không có đam luôn á. Được kia đời chết ba mạng rồi. Đủ ba mạng rồi đó. Bực bội rồi. Hay ghét. Kẹt luôn. Hay. Bay tờ. Tham lính đi ca sa, đúng rồi. Nice, rồi lấy sinh ra chạy qua đây, nó tiện. Trời ơi, nó chạy hướng này luôn chứ. Ừ, nó chết rồi. Nice. Bye, have a great time. Xin lỗi anh sắp nha. Đều bị kéo dữ quá, giờ sắp mới lên cái hòm luôn chứ. Tìm nó có mỗi một cái gì đó, lên hòm luôn chứ. Nó sửa chữa sai lầm của tôi chứ sao. Lên cái hòm đầu tiên. E sớm thế. Sửa sai. Cho 4 mạng vừa rồi, mãn nhãn. Cảm ơn thắng chừng nha. Mày nhãn thiệt không? Mày nhãn xin một like và subscribe được không? Tao là Hành Quy Lo Việt Nam trời. Đơ là đơ chứ Hành Quy Lo Việt Nam gì vậy? Nói tự ái nha. Tự ái thiệt á. Nói tự ái chết cho coi. Tức quá, kêu Hành Quy Lo Việt Nam. Kêu Hamilo Việt Nam mới chết á, kêu Slayer là không chết rồi. Hè bật cái chế độ lên nào. Trời chưa kịp bật gì hết, team mới chết hết rồi. Bật lên hết pin luôn rồi mà không, mà team mới chết hết rồi. Họ end game luôn chứ gì nữa. Trời ơi, sao anh game nhạc quá vậy?
Rồi, cho anh nghe một cách nhẹ nhẽo quá vậy. Trời đất ơi. Cho thì mà cũng win nữa, ghi bọn lơ giùm cách.